2 giờ chiều, doanh trại đặc huấn bí mật. Tổ thứ hai bắt đầu. Trung Ly, có đau không? Không đau. Câm miệng, ồn ào cái gì vậy? Đây là cuộc đuổi bắt chiến đấu chứ không phải lưu manh đánh nhau đầu đường. Trung Ly, em nghĩ đi đâu vậy? Làm lại. Dạ. Hứa Chinh Phàm, không được nhẹ tay. Trung Ly, dừng tay. Đang nói gì vậy? Mỗi tổ hãy tự tách ra tập luyện. Cậu không sao chứ? Qua trái, qua trái, tiến một bước. Qua phải, tiến một bước. Một, hai, một. Mình chỉ đùa với cậu thôi, đừng có thật thà như vậy chứ. Kẻ địch có thể dùng chiêu này để lừa cậu đó. Đến lúc đó, một phát súng sẽ bắn chết cậu ngay. Nếu còn như vậy nữa, trong lúc làm nhiệm vụ không được lưu tình. Nhưng mà sao mình có thể ra tay độc ác với cậu được chứ? Cậu là con gái mà. Trung Ly. Mình nói gì sai hả? Không phải đâu. Mình chỉ là đang nghĩ về một người trước giờ chưa từng thương qua Tiết Ngọc. Chàng trai đó thế nào? Động lòng rồi sao? Đang nói gì vậy? Mình nhìn biểu hiện của cậu lúc nãy, động lòng là cái chắc. Không phải đâu. Vừa nãy mình đang nghĩ đến đối thủ đầu tiên của mình. Sao cậu hay nhớ anh ta quá vậy? Cậu cho rằng mình muốn như vậy sao? Mình rất muốn quên anh ta đi, nhưng mà anh ta luôn xuất hiện trong giấc mơ của mình, biết làm sao đây? Nghiệp chướng, à nghiệp chướng. Mình có một linh cảm, mình cảm thấy cậu sẽ gặp lại ảnh nữa. Mình nhất định phải gặp lại anh ta. Nhưng mà lần sau khi mình gặp anh ta nữa, mình nhất định sẽ bắn một phát súng bắt chết anh ta. Rõ. Hiệu trưởng xin yên tâm. Dạ. Xem ra sự việc rất thuận lợi. Đúng vậy, chuyện của quân quả cuối cùng cũng kết thúc một giai đoạn. Bọn họ vốn dĩ là muốn thể hiện bản lĩnh ở trước mặt người anh lớn áp hiệu trưởng. Lần này chúng ta ngậm bồ hòn rồi, chỉ lấy gậy ông đập lưng ông thôi. Hiệu trưởng có thủ đoạn hơn một chút. Anh cũng không ngốc. Bản lĩnh của hiệu trưởng vẫn còn thắng được họ. Người anh cũng không ngốc. Người anh sẽ ủng hộ cho hiệu trưởng. Hiệu trưởng lấy được thiên hạ, chuyện đó cũng nằm trong tầm tay. Về chuyện xấu biến thành chuyện tốt rồi. Tìm tôi có chuyện gì? Đã có thành tích của tháng trước. Hả? Người đứng đầu là ai? Người đứng đầu là La Dật Phi. Thành tích các môn đều rất tốt. Lại là người thông minh, đúng là nhân tài hiếm thấy. Hợp tác cùng với Phùng Cách hoàn thành nhiệm vụ một cách xuất sắc. Còn Trung Ly thì sao? Trung Ly phân hóa hai mặt đối lập, năng lực các môn đều tốt, súng pháp cũng rất tốt. Môn phát hiện nói dối thật sự không được, đến trẻ con cũng không lừa dối được. Môn theo dõi bạn tình, môn cải trang bạn tình cũng không giống. Bố trí nhiệm vụ loại bỏ em ấy ra. Em ấy đã từng lập công. Nhưng mà em ấy rất to gan, không nghe theo sự chỉ huy. Đối với lần hành động lần này chúng ta là đại kỵ, chúng ta không thể dùng em ấy được. Em ấy rơi vào tay người khác thì càng là một quả bom. To gan cũng có thể lập được kỳ công. Tôi biết em ấy là một nhân tài hiếm thấy, nhưng mà điều chúng ta cần hơn cả là sự bình tĩnh, cẩn thận tỉ mỉ chấp hành nhiệm vụ, chứ không phải là xông pha chiến đấu. Cô rõ chưa? Đã rõ. Vậy anh dự định khi nào? Tôi sẽ chọn một thời cơ thích hợp. Cần phải tận dụng tất cả. Chuyện này không thể tiết lộ cho bất kỳ người nào, càng không được để cho Trung Ly phát giác được. Rõ chưa? Dạ. Còn những người khác thì sao? Vẫn còn một Đàm Duệ Linh nhát gan, các môn học đều kém, nhất là thể năng và địa lý. Lần trước nếu không phải sợ anh yểm trợ em ấy giết Triệu Long thì mất mạng rồi. Ý của cô là lo lắng em ấy không thể tiếp tục kiên trì được nữa? Tôi lo em ấy sẽ bị lùi xuống phía sau người khác. Đoàn đội tác chiến,
bọn họ phải có sở trường lợi dụng điểm mạnh của bản thân, che giấu điểm yếu của mình. Bộ đó cũng là một phần mà bọn họ đã được luyện tập. Cô đừng thấy cô bé Đàm Duyệt Linh này bề ngoài thì nhìn ốm yếu nhất ăn sợ sệt, nhưng mà trên thực tế em ấy nhất định có thể dùng cho chỗ khác. Nếu như dùng tốt thì điểm yếu của em ấy chính là một vũ khí sắc bén. À đúng rồi, lần trước trong cuộc tổng kết chạm xe lửa, học viên bị ho là ai vậy? Là Vô Nhị Ni. Tôi điều tra rồi, em ấy nói là em ấy cảm lạnh, nhưng tôi không nghĩ là đơn giản vậy. Phải chú ý cẩn thận. Rõ. Gọi Đàm Duệ Linh qua đây cho tôi, tôi muốn nói chuyện với em ấy. Em ấy đang luyện tập. Mau đi đi. Rõ. Đàm Duệ Linh, đến nhà phòng chủ nhiệm một chút. Đi mau đi. Báo cáo. Vào đi. Đợi thầy một chút, sẽ quay lại ngay. Ăn đồ ngọt sẽ làm cho người ta thấy vui vẻ hơn. Lúc thầy mới vào ngành này, rất sợ, vô cùng sợ. Lần đầu tiên thầy giết người. Thầy đã mấy ngày liền liên tiếp mơ thấy ác mộng. Sau đó thầy đi mua bánh sầu riêng, ăn một mạch, ăn liên tục. Chỉ biết ăn và ăn, liền vui mừng hẳn lên, không sợ gì nữa. Em ăn thử đi. Mỗi lúc thầy cảm thấy sợ hãi, thầy luôn nghĩ đến bánh sầu riêng. Dốc sức mà nghĩ, nghĩ tới mùi vị ngọt ngào, hồi tưởng lại ở trong miệng của mình, thì thầy không còn sợ nữa. Lần sau lúc em chấp hành nhiệm vụ, thầy cứ thử xem. Chủ nhiệm, thầy muốn khai trừ em sao? Ai nói muốn khai trừ em? Lớp huấn luyện không có chế độ khai trừ. Bây giờ chỉ mới bắt đầu thôi. Thầy biết em sẽ không làm cho thầy thất vọng đâu.
ngon thật đó. Ừ, tốt. Sau này có chuyện gì có thể đến đây tìm thầy bất cứ lúc nào. Đi đi. Tôn giáo quan, đây là tăng đắc mà em có được thông qua lớp học phát hiện nơi giới. Vất vả rồi. Tôn giáo quan, em nhớ là cô thích ăn bánh sầu riêng nên mang cho cô nè. Ở đâu vậy? Cô đem dự linh cho chúng em. Em ăn vào sợ mập hay là cô ăn đi? Vậy thì cô xin vui lòng nhận. Đem dự linh lấy ở đâu ra vậy chứ? Các em vẫn chưa được nghỉ mà. Hay là đã yêu một học viên nam nào rồi? Không thể nào. Đây là một điều cấm nghiêm ngặt. Nếu như mà có chuyện đó thật thì... Tôn giáo quan, cô yên tâm đi. Nếu như có thì em sẽ là người đầu tiên báo cáo với cô. Tốt. Hãy cố gắng phấn đấu. Cảm ơn Tôn giáo quan. Đang bận sao? Ở chỗ em mãi mãi đều không bận. Em nghe nói đã có thành tích của tuần thứ nhất rồi, sao hả? Ồ. Kết quả không tồi chứ. Chỉ là đạp dời linh này hơi yếu một chút. Ê, em ấy cũng có điểm mạnh của em ấy. Lại mua bánh sầu riêng sao? Vừa cho người khác mang đi. Cho ai vậy? Người của sở tổng vụ. Nói là thích ăn nên đã cho bọn họ. Đúng rồi. Quên mất là em cũng thích ăn bánh sầu riêng. Quên mất mua cho em. Lần sau sẽ mua ha. Không thèm đâu. Làm việc đi. Bụng dạ hẹp hòi. Em xuống dưới đây. Ừ. Để chúng ta có tiền, ngày nào chúng ta cũng mua cái này ăn. Ừ. Sao Đàm vẫn chưa về vậy? Ăn cái gì mà ngon vậy? Ừ. Có phần của cô không? Tôn giáo quan. Không cần phải căng thẳng, cô lại không phải là hạ giáo quan. Sao vậy? Chỉ có hai đứa ở đây sao? Đàm vừa Linh đi tắm rồi ạ. Đi tắm rồi. Tôn giáo quan, mời cô thử. Cà phê. Thơm thật. Đàm vừa Linh pha đó. Những thứ khác của ấy đều không được. Sở trường duy nhất của cổ là pha cà phê và giặt quần áo. Hơn nữa chúng em thấy cô ấy rất giống cô. Cô? Giống điểm nào vậy? Đều rất nữ tính. Đừng nói lung tung. Đàm Duệ Linh sao nữ tính giống Tôn Giáo Quan được chứ? Cậu không biết đó thôi. Đàm Duệ Linh, cậu đừng nhìn bây giờ cổ như vậy. Thực ra cổ là một người rất nữ tính, càng nhìn càng muốn nhìn đó. Hơn nữa bình thường dáng vẻ của cổ rất yểu điệu. Cậu không biết các học viên của lớp nam luôn nhìn cổ chằm chằm sao? Cô phải nhắc nhở các em, giữa các học viên không được phép yêu nhau. Tôn giáo quan. Đi tắm về rồi đó sao? Dạ. Ăn bánh sầu riêng chưa? Ngon lắm đó cô. Ai mua vậy? Của chủ nhiệm mua. Chủ nhiệm? Sao chủ nhiệm lại mua bánh sầu riêng chứ? Chủ nhiệm đối với cậu rất tốt. Chủ nhiệm còn gọi cô lên văn phòng. Chúng em cứ tưởng rằng khai trừ cổ hoặc là mắng cho cổ một trận. Không ngờ rằng chủ nhiệm cao lại đích thân đi mua cho cổ bánh sầu riêng. Chủ nhiệm từ trước tới giờ luôn đối với học viên như vậy.
Là Nhật Phi, em cho cô ra ngoài, cô có chút chuyện muốn nói với em. Ừ. Được rồi, hai đứa đợi ở đây đi. Mình cảm thấy Tôn Giáo Quan hình như không thích mình. Cô ấy đối với tất cả mọi người đều rất tốt. Cô không hiểu rồi, đó là một loại trực giác của phụ nữ. Cái gì mà trực giác không trực giác? Mình nghĩ cậu đã lo lắng quá rồi đó. Bản thành tích tuần này có rồi, em đã biết chưa? Thật không? Thế nào ạ? Đối với bản thân phải có tự tin. Em hoàn toàn xứng đáng là người đứng đầu. Tuy rằng em đứng đầu, nhưng mà thành tích của tổ hai các em vì Đàm Duệ Linh mà tụt xuống đến cuối cùng. Cô là một người rất yêu nhân tài, để em đến nơi mà em không nên đến, trong lòng cô thực sự không chịu được. Tôn Giáo Quan, vậy chúng ta phải làm sao? Em và Trung Ly không thể để cô kém xuống vậy được. Em thực sự... Đàm Duệ Linh cổ... Những lời em nói cô hiểu. Em nói không sai. Cái mà Đàm Duệ Linh không nên làm nhất chính là làm đặc công. Cô ấy nên gả cho một người con trai tốt. Đúng vậy. Trời ơi, không có cách nào khác. Cứ tiếp tục theo tình hình này, thành tích các em vượt lên cũng không có khả năng đâu. Lẽ ra cô không nên nói những điều này, nhưng mà cô nghĩ trong lòng các em chắc là cũng có dự tính cả rồi. Tôn Giáo Quan, cô hãy giúp tụi em đi. Em và Trung Ly không thể nào có kết cục như ngày hôm nay được. Giúp? Làm sao giúp đây? Chuyện này trừ khi Em ấy xảy ra chuyện gì đó. Nếu không thì các em cũng bó tay mà thôi. Ai cũng không giúp được các em đâu. Khung súng máy này là loại súng máy kiểu mới nhất của Đức, là trang bị có lực sát thương lớn nhất hiện nay. Trong tình huống bình thường, chúng ta sẽ không sử dụng loại vũ khí này. Hà Giáo Quan, Tôn Giáo Quan, qua đây. Hai ngày này có mưa lớn, hãy lên kế hoạch huấn luyện ở dã ngoài. Không phải là tuần sau à? Chính là muốn để họ phải trở tay không kịp. Sắp xếp đi. Dậy đi, tập hợp rồi. Mau lên. Làm gì vậy? Đừng nằm đó nữa. Mau lên. Lên, nhanh lên. Đợi mình với. Đàm, Đàm à. Đợi mình với. Nhanh lên. Mau lên đi. Ai da. Nhanh lên đi. Nhanh lên. Tiết học hôm nay là huấn luyện dã ngoại. Lần này sẽ lấy thành tích của nhóm. Mỗi nhóm 3 người phối hợp tập luyện. Ở dưới tình trạng không có la bàn chỉ đường, hãy xác định theo hướng cây cối. Trong thời gian quy định, cả 3 người trong nhóm đều phải có mặt tại địa điểm tập họp thì mới đạt yêu cầu. Đã rõ chưa? Rõ. Chuẩn bị xuất phát. Dạ. Mau. Năm giờ sáng, cơ địa đặc huấn bí mật dã ngoại. Các nhóm mau chóng tăng tốc. Quân địch đang ở ngay phía sau các người. Cẩn thận, cầm bẫy dưới chân. Chạm, nhanh lên. Đồ phế vật này để kéo chúng ta thụt lùi. Đồ ngốc, đứng lên đi, mau, mau chạy đi. Mình trật chân rồi. Hả? Đúng là đồ vô dụng mà. Mình bắn chết cậu cho xong. Mình đã cố gắng lắm rồi mà. Đồ vô dụng, đứng lên đi. Mình hy vọng tại điểm tập hợp sẽ nhìn thấy cậu.
Đàm à, không sao chứ? Nè, ráng một chút, sắp tới rồi. Chân của mình. Cố lên, cố lên đi. Chân của mình, cậu đi trước. Nè, đi. Đi. Chung đi, phía trước chính là vực thẳm. Con đường này rất dễ da phải đá, nguy hiểm lắm. Bộ phim được thực hiện bởi Xem ra họ tới trước chúng ta. Chúc các bạn xem phim vui vẻ. Chân chúng ta. Chúng ta phải xác định phương hướng rồi hành động. Lá bên này đều rất xanh tốt. Bên này có lẽ là hướng nam. Lát nữa tập hợp tại đây. Giờ chúng ta phân ra dò đường. Được. Đi. Chuyện này trừ phi từ bản thân em ấy xảy ra chuyện gì, nếu không các em đành phải chấp nhận thôi. Không ai giúp được các em đâu. Phi, cứu mình với. La Dực Phi, Đàm Diệu Linh, mình hy vọng ba người chúng ta sẽ trở thành những người bạn tốt nhất. Đàm, mình kéo cậu lên. Cố gắng lên. Đưa tay cho mình. Nhanh. Cẩn thận đó. Cẩn thận. Cẩn thận. Mình sẽ không để cho các cậu phải ra đảo cánh tù đâu. Buông cố lên, nhanh lên, nắm chặt vào. Mình đến tới ba, nắm chặt tay vào, cùng nhau dùng sức. Một, hai, ba. Chung Ly, Đàm, chúng ta không sống rồi. Không biết phải cảm ơn bạn thế nào nữa. Đổi lại là mình, mình cũng sẽ không làm như vậy. Ý cậu là sao? Cũng giống như bạn, chính mình cũng xem thường bản thân mình.
Mình mong sau này cậu sẽ cố gắng làm tốt hơn. Đừng để mình hối hận vì đã cứu cậu. Chủ nhiệm. Hả? Đừng nhìn nữa, ta kêu túc xá nhìn đi. Nhìn cái gì? Nghe nói trong buổi huấn luyện hôm qua, Đàm Duệ Linh suýt nữa đã rơi xuống núi. Ê, chuyện nhỏ như vậy em đi hỏi thăm chút là được rồi. Nói thật, em không muốn tới ký túc xá. Nhìn bọn nó hoặc bắt vui vẻ như vậy, em thấy đố kỵ. Ê, đố kỵ với chúng làm gì chứ? Phụ nữ chỉ cần tới cỡ tuổi của em mới là thú vị nhất. Nói bậy. Ai mà không thích trẻ tuổi chứ? Trẻ tuổi thì ít gì, cái gì cũng không biết. Vậy cũng phải. Tối nay đợi anh đó. Trung Ly, đợi mình với. Đàm, nè, cậu đừng có ra ngoài mà. Không được. Không sao đâu, mình xin phép cho. Không được. Cậu sao vậy? Cậu đứng đây làm gì? Nghiêm, giải tán. Không có gì, thấy hơi phiền thôi. Vì điểm số của chúng ta phải không? Mình nói cho cậu biết, xe tới trước núi ắt có đường mà. Phải. Tới trước ngọn núi nào mới có đường đi? Nói không chừng là tới lúc đó sẽ có cơ may chúng ta lại được đứng thứ nhất. Hoặc là tới lúc tốt nghiệp, nó không chừng lại có thể có chế độ quy định gì mới thì sao? Cậu nghĩ đi, bây giờ là thời nào rồi chứ? Quân phiệt hỗn chiến, ngoài kia còn bao nhiêu tinh quỷ Tây cần phải theo dõi. Còn nữa nha, các phe phái trong đảng còn cấu kết đấu đá nhau, bọn họ dùng người còn không kịp, sao lại nỡ đưa chúng ta ra đảo chứ? Cậu nghĩ tốt đẹp quá đó. Giống dĩ là vậy mà. Hơn nữa chúng ta là giỏi như vậy, chúng ta phải dốc sức vì đất nước, vì cách mạng. Ông trời sẽ không thấy chúng ta xui xẻo mà mặc kệ đâu. Mình đã từng có ý nghĩ đó. Hả? Hôm qua trong buổi tập huấn, mình từng có ý nghĩ không cứu cậu. Không ngờ đúng không? Con người trước mặt cậu đây lại độc ác như vậy. Chỉ vì tương lai của bản thân, lại có ý nghĩ lấy mạng của người khác. Không có đâu, cậu là người tốt. Mong là mình không phải hối hận gì đã làm vậy. Cậu sẽ không hối hận đâu, tin mình đi. Ê, lão Cao. Lão Tiền, cuối cùng anh cũng về rồi hả? Tôi đã nói với cấp trên rồi, chức chủ nhiệm này để anh làm, tôi làm phó. Nè, tôi bận rộn hơn nửa đời người rồi, cũng nên nghỉ ngơi thôi. Công việc của tôi quá nhiều, quả thật không thể rời đi được đâu. Nhưng mà lớp đặc huấn của chủ nhiệm như anh cai quản, tuyệt đối không xảy ra chuyện gì đâu. Nè, nghe nói sắp thành lập tổ hành động đặc biệt rồi, chức chủ nhiệm này chắc chắn là của anh. Ừ, sao có thể được chứ, chức chủ nhiệm này vẫn là anh thôi. Nè, anh có nhiều kinh nghiệm hơn tôi mà. Kinh nghiệm có đáng gì, ai mà không biết năng lực hành động của lão Cao anh là cái này. Hai ngày trước á, chuyện quân quả của hiệu trưởng lớn như vậy, ai có thể so với anh chứ.
Anh làm chức chủ nhiệm này, đó là có năng lực thật sự đó. Cố gắng hết sức thôi. À, lão Tiền, lần này anh phải giúp cho tôi đó. Là như vậy, tôi thấy tổ 1, tổ 2 để tôi phụ trách, tổ 3, tổ 4 sẽ thuộc về anh. Không vấn đề, không thành vấn đề. Như vậy tôi đi trước đây. Được, 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 được. Tôi đi đây. À. Vừa nhận được điện báo, Phan Thạch Quân và người anh đã lén lút ký một bản hiệp ước bí mật. Bước đầu được biết, bản hiệp ước này rất có khả năng liên quan tới Giang Châu. Nhiệm vụ của chúng ta là phải lấy được bản hiệp ước này. Hiệp ước có hai bản, một bản do người anh giữ, bản còn lại hiện đang trong tay thư ký của Phan Thạch Quân, Lý Đại Sơn. Tư liệu ở trong tay các em là đối tượng của nhiệm vụ lần này. Lý Đại Sơn, 35 tuổi, thư ký của Phan Thạch Quân, du học từ Đức về. Đã đi theo Phan Thạch Quân 7 năm, làm thư ký riêng của ông ta đã 4 năm 9 tháng, được Phan Thạch Quân vô cùng tin tưởng. Nhiệm vụ của các em bây giờ chính là lấy tin tình báo ở trong tay ông ta về. Đã rõ chưa? Rõ. Sinh hoạt của người này rất có quy tắc, không có sở thích gì xấu, làm việc nghiêm túc, làm người cực kỳ cẩn thận. Ngày nào cũng đúng 8 giờ đi làm, chiều 5 giờ tan làm. Lý Đại Sơn sống rất giản dị, tiết kiệm, tiền lương hàng tháng đều dư giả. Chưa từng lập công lao to lớn gì, cũng chưa làm chuyện mạo phạm cấp trên, rất yên phận với hiện tại. Tài liệu của Lý Đại Sơn nói lên điều gì? La Dược Phi, nói lên con người của Lý Đại Sơn không có sơ hở, tiền bạc, quyền lực đều không mang tới, cũng không có sở thích gì xấu, rất khó khống chế. Vợ cả của Lý Đại Sơn đã lâm bệnh, qua đời vào 12 năm trước. Người vợ hiện tại lấy nhau đã 10 năm mà chưa có con. Điều này nói lên gì? Chung Ly, cho thấy tình cảm giữa Lý Đại Sơn và vợ không tốt. Tình cảm giữa vợ chồng không tốt sẽ có khe hở. Sai. Lý Đại Sơn kết hôn 10 năm nay, tình cảm vợ chồng vô cùng tốt. Một cuộc hôn nhân không có con cái có thể duy trì được 10 năm. Hơn nữa, Lý Đại Sơn lại không có vợ bé, chứng tỏ bọn họ tình cảm sâu đậm, rất khó đánh gục. La Dược Phi, có. Thứ năm nào vợ Lý Đại Sơn cũng sẽ về nhà mẹ. Sau khi tăng ca 5:20, ông ta sẽ tới quán cà phê ngồi 40 phút, ngồi ở một chỗ cố định, xem một tờ báo Hồng Kông mới xuất bản. Đúng 6 giờ sẽ về nhà. Trong khoảng thời gian này, em phải vô tình gặp được Lý Đại Sơn tại quán cà phê, mau chóng tạo dựng quan hệ của hai người. Dạ. Thưa ngài, chỗ này có ai ngồi chưa? Ngồi đi. Cảm ơn. Gái à, mới tới Giang Châu sao? Tới du lịch à? Tới đây tìm người. Người cần tìm sống ở đâu vậy? Cô ấy ở bên đường Đại Đê, nhưng mà tôi tìm mãi vẫn không tìm thấy. Cô bị người ta lừa rồi. Sao? Người bán hàng thấy cô từ nơi khác tới, đã lấy bản đồ cũ bán cho cô đó. Đường Đại Đê ở đây, trước đây gọi là đường Mạc Sầu. Cô xem đây nè. Ở đây. Ở đây sao? Đúng vậy. Cảm ơn ông tiên sinh. Cảm ơn. Ừ.
cô gái. Không sao chứ hả? Cẩn thận một chút chứ. Cẩn thận chút đi. Ông không sao chứ? Cảm ơn. Tiên sinh, ví tiền của ông rơi rồi. Của ông đi. Cảm ơn cô. Cô gái à, nhà của tôi ở phía trước, vào đó trú mưa đi. Không cần đâu, tôi sắp tìm được rồi. Cơn mưa này không tạnh gây được đâu. Đi thôi. Vậy được, cảm ơn. Cảm ơn ông. Nè 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 nè, cô gái à, lại đây, lại đây. Cô coi, cô ướt hết rồi. Cô ra sau tấm bình phong này, lau cho khô đi. À, đừng để bị cảm nữa. Cảm ơn. Tôi pha cho cô tách trà nóng ha. Cảm ơn. Đi đi. Thế nào, lau xong chưa? Sắp xong rồi đi. Tới đây. Xong rồi. Nhân lúc còn nóng, cầm lấy, uống đi. Cảm ơn. Trà long tỉnh nữa. Cô thấy sao? Ông. Trà này của ông. Ở bên đó có giường kìa. Ông muốn làm gì? Cô gái à, bản lĩnh của cô chứ chưa học tới nơi tới chốn đâu. Cô muốn dùng mánh khóe nhỏ này lừa tôi à? Cô còn non lắm. Không phải có câu nói thế này sao? Gừng càng già càng cay. Cô coi, cô nói với tôi, cô một mình lần đầu tới Giang Châu, mang một chiếc vali nhỏ như vậy, ai tin chứ? Đừng quên cô là phụ nữ. Cô gái xinh đẹp nào ra đường chơi mà không mang túi lớn túi nhỏ? Cô lại chỉ mang một chiếc vali nhỏ như vậy. Còn nữa, tấm bản đồ cũ của 2 năm trước có thể mua được ở đâu chưa? Nhưng cô lại mua được. Cô khá lắm. Dựa vào điều này thôi, cô càng khiến cho tôi nghi ngờ cô. Trông cô cũng xinh đẹp đó, chỉ có điều lại làm gì không cẩn thận. Cô phải nhớ rõ, người làm ghê này như các cô phải dùng cây này. Cây này để làm gì cô biết không? À phải rồi. Còn nữa, nếu như tôi đoán không sai thì cô muốn tôi uống cây này vào, sau đó cô sẽ có thể tùy ý chụp hình, lấy tài liệu của tôi từ trong cặp tôi ra để uy hiếp tôi. Đúng vậy không? Quán cà phê đó mỗi tuần đều có khoảng 10 khách. Tại sao hôm nay có tới 13 người chứ? Cô còn là một người ngoại tỉnh ngồi bên cạnh tôi. Đây là một sự trùng hợp, trùng hợp quá lớn. Ngoài ra người động vào tôi trên đường, cô không thấy càng trùng hợp hơn hay sao? Được rồi, cô không phải sợ đâu. Yên tâm đi, con người tôi không có hứng thú với phụ nữ. Dù sao hôm nay cô cũng tới chỗ tôi rồi, tôi sẽ không để cô phải tốn công vô ích đâu. Hơn nữa cô lại ngồi trên giường của tôi rồi, chỗ đó của tôi không phải người bình thường có thể ngồi được đâu.
tôi giúp cô lưu lại vài kỷ niệm. Ngẩng đầu lên, cô gái xinh đẹp như vậy ai có thể nhìn rõ chứ. Tạo dáng đẹp vào, một tấm nữa nha. Báo cáo, cô ấy không vào. La Dực Phi, xem là ở đây chứ. Hả? Thất bại rồi sao? Em không còn mặt mũi nào sống nữa. Sợ cái gì chứ? Không sao. Xin chờ quá. Không sao. Đừng khóc nữa. Bản hiệp ước này rất quan trọng, bất luận như thế nào cũng phải lấy được. Tôi hiểu rồi. Tôi sẽ ghi cách khác nữa, nhất định sẽ lấy được bản hiệp ước. Mau làm đi. Rõ. Minh Bạch.